Chào anh em, hôm nay một số ít hàng vừa mới về. Đây là bộ sản phẩm Go Box. Đây là những sản phẩm hữu cơ organic của Mỹ. Hàng của mình toàn bộ là hàng xách tay, hàng chuẩn luôn, không phải hàng trôi nổi. Đây một bộ của Go Box thì bao gồm 9 chai, thì trong đó có hai chai về làm về hoa với quả thì mình không lấy. Thực sự cái hàng đấy tiêu thụ cũng khó, thì giờ mấy anh em làm hoa độc. Bộ nó bao gồm các loại Biomarine, Bio Root, Bio Wheat, Bio Tigro, CMG cộng, Amoxi và Diamond Black, kim cương đen. Đây có những cái chai còn chưa kịp cắt ra đây, đặt một video cho nó nóng. Ngoài ra thì đây sản phẩm chăm sóc, còn cây này là loại Vapistat này, này là sản phẩm kích rễ, cũng là cùng hãng với sản phẩm trên nhưng nó là kích rễ, còn đây toàn bộ sản phẩm chăm sóc đặc biệt. Anh em nào cần tư vấn này là sản phẩm như thế nào hay bộ như thế nào thì cứ điện thoại hay là Zalo vào 0984 31 502, hoặc là nhắn tin cho mình qua Facebook được, sẽ tư vấn cặn kẽ làm sao cho anh em sử dụng cái này cho hiệu quả nhất. Trên thị trường thì cái bộ Go Box này cũng là gần như là thuộc hàng top 1 rồi. Một là an toàn, hai là nó rất tốt. Ngoài ra mình nhà mình vẫn có cái Super Time, cái này cũng là hàng nhập nguyên can luôn, can to này, 1 gallon để về chuyên chất bán cho anh em. Và đợt này thì mình có lấy thêm một cái sản phẩm B52 này. Nó có thành phần là 214, tức là 2% đạm, 1% P2O5 lân và 4% kali. Đó, đây là sản phẩm dạng như B complex và thành phần khác chủ yếu là vitamin B gồm B1, B2, B3, B5, B6. Cái này thì sẽ có một bài dẫn riêng cho anh em về cái sử dụng cái này sao cho hiệu quả. Nhưng hôm nay giới thiệu qua thế. Thế nhà mình thì không chỉ bán theo cái chai này, mà để phụ nhu cầu anh em sử dụng ít ý, thì mình có chắt ra những cái chai nhựa cứng đen này, dung tích từ 100ml trở lên, giá là 150.000 trên 100ml, rất là hợp lý cho anh em sử dụng ít. Vì thực tế thì nếu mà bây giờ đa phần vườn va của anh em cũng ít thôi, không nhiều chậu, không nhiều cây, thế là cần 100ml này cũng cho một cái vườn nhỏ nhỏ mà sử dụng cả năm trời. Lưu ý là sản phẩm này nhìn thì có vẻ hầm hố, có vẻ đắt, nhưng mà cái liều lượng của nó cực kỳ nhỏ so với lại phân Việt Nam mình hay những sản phẩm khác. Thế nên là anh em cứ tham khảo. Đó, đây là một kênh để anh em so sánh giữa cái công nghệ của Mỹ và công nghệ của Việt Nam, hay là công nghệ của Đài, của Thái hay của Trung Quốc. Tham khảo các anh em mà đã sử dụng rồi, hoặc các anh em, nhất là anh em mà trồng hàng va vấp lâu năm sẽ biết ngay sản phẩm bio này thế nào. Xin chào tất cả mọi người.